Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Chuyện Làng Ngọc thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với tập 125 của bộ truyện Tiên Hiệp Độc Bộ Thiên Hạ, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc Khánh Duy. Vâng, trước khi vào câu chuyện mới của ngày hôm nay, Khánh Duy vẫn không quên kêu gọi các bạn hãy để lại một like, một share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin cảm ơn. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe phần tiếp theo của câu chuyện Độc Bộ Thiên Hạ ngay sau đây. Tiếp theo phần trước, lại nói lúc bấy giờ bên trong Hàn Nguyệt Cung, đám người Diệp Húc được mời vào trong Tam Tiêu Điện, ai cũng tự khoanh chân ngồi trên pháp đàn trên cung trung. Pháp đàn ở Tam Tiêu Điện này thật tráng lệ, buông rủ những chuỗi ngọc, trên có mùi tre, dưới có hoa sen, rất là mỹ quan. Hai vị cung chủ Hàn Nguyệt Cung mang theo đám đệ tử xuất hiện, muôn hồng ngàn tía, nhiễu loạn mắt người. Đây là hai vị mỹ nhân, năm tháng cũng không thể mang đi được dung nhan vô song của bọn họ. Hai người vẫn như những thiếu phụ mới lần đầu nhận mây mưa, thướt tha hình thành thục, phong hoa tuyệt đại. Ba vị cung chủ đều tự bay lên pháp đàn, giống như ba vị bích nhân, lại như ba tỷ muội quần anh tụ hội, thướt tha động lòng người. Những nữ đệ tử khác của Hàn Nguyệt Cung ai cũng xinh đẹp, nhưng đứng sau các nàng lại giống như là lá cây, tồn tại chỉ để phụ trợ cho các vị cung chủ kia. Cũng không phải là các nữ đệ tử Hàn Nguyệt Cung không xinh đẹp bằng ba người bọn họ, mà là do khí chất. Ba vị cung chủ Hàn Nguyệt Cung có khí chất xuất trần, cho dù là dung mạo xấu xí thôi, nhưng mang theo loại khí chất này cũng sẽ khiến cho người ta cảm thấy vô cùng kinh diễm. Đây là lần đầu tiên Diệp Húc nhìn thấy những cô gái xuất sắc như vậy, không nhịn được nhìn thêm vài lần nữa. Nhân vật có thể trở thành người đứng đầu của thánh địa, chẳng những phải có tu vi cực cao mà còn phải có thủ đoạn cùng trí tuệ người thường không thể sánh bằng. Ngọc Tiêu, Quỳnh Tiêu, Cảnh Tiêu, ba vị cung chủ thoạt nhìn yếu đuối mỏng manh, nhưng thực lực ba người bọn họ e còn hơn cả người đứng đầu các thánh địa bình thường. Mặt trăng sau lưng ba vị cung chủ lắc lư, ống tay áo bay ra hai sợi tơ mang vần quanh mặt trăng sau lưng. Mặt trăng sau lưng các nàng nhìn như không lớn, chu vi tầm vài thước, nhưng thế giới hình thành do khí thế lại khác với những đệ tử Hàn Nguyệt Cung kia. Mặt trăng sau lưng các nàng giống như mặt trăng chân chính, sáng rõ, thành khiết, dường như bay lên không trung thì nó sẽ biến thành một vầng trăng tròn. Nhìn kỹ hơn thì trong mặt trăng của các nàng dường như có không gian vô tận, ngọc thiềm, cây quế, nguyệt cung, đại phủ, còn có một con thỏ ngọc cầm một cái chày, đảo đến đảo đi dược ở trong lọ. Nhất cấm nhất báo, tu vi của Tam Tiêu Cung chủ thật đúng là sâu không lường được mà. Diệp Húc lẩm bẩm nói, nhất cấm nhất bảo nghĩa là một món bảo vật đại biểu cho loại cấm pháp, tỉ như bản Vương Khai Thiên Kinh của Diệp Húc, bảo vật có sao, trời, trăng, có thập điện Diêm La, thập phương U Minh, công đức Kim Luân, cũng đại biểu cho một loại hệ thống cấm pháp. Trong thế giới trăng sáng của ba vị cung chủ có 5 loại bảo vật đại diện cho 5 loại cấm pháp mà các nàng có thể tu luyện. Trình độ của 5 loại cấm pháp này có thể đều đã là nhân hoàng đỉnh phong. Nếu ba vị cung chủ này mà liên thủ lại thì có thể thúc giục hoàn toàn uy năng của cấm bảo. Thực lực mỗi người bọn họ đều không kém ứng sư huynh là bao. Diệp Húc thầm tính toán trong lòng, ánh mắt quét qua đám người Hàn Nguyệt Cung, chỉ thấy đám người Lộ Giao già mà vẫn chưa thấy Tô Kiều Kiều đâu. Hàn Nguyệt Cung là một trong những tam cung ma đạo, không chỉ có nội tình hùng hậu hơn xa các thánh địa khác, mà nhân tài cũng xuất hiện lớp lớp. Ngoài ba vị còn có rất nhiều nữ trung cường giả tu đến tam tương cảnh, tam bất triệt cảnh, chắc cũng không phải là ít, có thể nói là nhân tài đông đúc. Hai vị tỷ tỷ, chuyện này tiểu muội cũng chịu thôi, mong hai vị tỷ tỷ chỉ bảo cho. Cảnh Tiêu cung chủ mân môi cười nói. Ngọc Tiêu cung chủ hạ giọng nói, đám hỏi giữa Thái Dương Thần Cung và Hàn Nguyệt Cung ta chính là chuyện đã định, ba vị cung chủ chúng ta thương nghị xong đều đã tự ngầm đồng ý rồi. Ánh mắt của nàng đảo qua Diệp Húc và Triều Cung Thiều, áy náy mà nói, Triều công, Diệp tiểu hữu, thật có lỗi khi để hai vị đến không một chuyến như thế này. Hàn Nguyệt Cung ta tuy không có vị thân thể ngũ hành thứ hai, nhưng thân là địa chủ lại không thể khiến cho hai vị tay không mà về. Nếu Diệp tiểu hữu coi trọng đồ nhi của vị cung chủ nào thì cứ nói, đừng ngại. Diệp Húc thấy tâm tình mình trầm xuống, không khỏi tức giận. Hàn Nguyệt Cung tuy là thánh điện của ma đạo, nhưng nếu muốn chia rẽ ta và Kiều Kiều, ta sẽ hủy đi nơi này. Hắn với Tô Kiều Kiều là thanh mai trúc mã, đã sớm định hôn ước.
Nếu không phải sẵn hắn xông pha giang hồ, đắc tội với quá nhiều người, sợ liên lụy đến Kiều Kiều, thì có lẽ bọn họ đã sớm thành thân, có khi còn có con rồi. Mà ngay ý tứ của Ngọc Tiêu công chủ thì lại muốn gả Kiều Kiều cho Đông Hoàng Mục, đổi lấy hai nhà kết giao, chia rẽ đoạn nhân duyên này của hắn, thành ra khiến mấy phần hảo cảm của hắn với Hàn Nguyệt Cung đã không cánh mà bay. Cho dù Hàn Nguyệt Cung có đưa ra tiên nữ thì cũng không thể thay thế được vị trí, địa vị của Tô Kiều Kiều ở trong lòng của hắn. Triều Công Thiểu ra hiệu cho hắn an tâm chớ nóng vội, ông cười ha ha nói: "Nếu còn chưa đính hôn thì chuyện cũng còn đường sống mà, đại công chủ sao lại nói tuyệt tình như vậy? Cho dù đã đính hôn rồi thì có làm sao chứ? Cùng lắm thì giết tên nhóc Đông Hoàng gia kia, chúng ta lại đính hôn lại một lần nữa." Đông Hoàng Thương hừ lại một tiếng, thản nhiên nói: "Triều lão quỷ, cẩn thận gió lớn đau đầu lưỡi kìa." Lão chắp tay cất cao giọng nói: "Ba vị công chủ, để tỏ thành ý của Thái Dương Thần Cung ta, thánh chủ nhà ta đặc biệt lệnh ta mang sính lễ đến, mong ba vị công chủ nhận lấy cho." Lão vỗ vỗ tay, chỉ thấy phía sau vài tên cao thủ Thái Dương Thần Cung lần lượt tiến lên, đều tự tế ngọc lâu lấy đủ loại sính lễ ra. Ngọc lâu của một người trong đó bay ra một đám linh mạch thô to, những linh mạch này giống như những con đại bàng màu xanh, phát ra tiếng kêu to vang như sóng biển cuồn cuộn. Lão cất cao giọng nói: "Thái Dương Thần Cung ta dâng 36 nhánh bát giai thương minh linh mạch cho chủ mẫu tương lai, 81 món tam tương chi bảo." Lại có một người tiến lên tung ra các loại vu bảo, chúng như những ngọn núi lơ lửng trong không trung, tản ra những luồng dao động mênh mông, 9 món bất diệt chi bảo. Người thứ ba tiến lên tế 9 món bất diệt chi bảo, hình dáng khổng lồ, uy năng mạnh mẽ, còn hơn cả 81 món tam tương chi bảo kia. Những bảo vật đó trôi nổi ở giữa không trung, nhuộm cho Tam Tiêu Điện những màu xanh vàng rực rỡ, châu quang bảo khí hướng thẳng trời cao. Người thứ tư tiến lên lấy ra một viên minh châu từ trong ngọc lâu, nó quay tròn chuyển động càng lúc càng lớn, vô cùng vô tận Thái Dương chân hỏa bay ra từ trong minh châu, chớp mắt liền hóa thành một mặt trời rộng lớn mấy ngàn dặm, uy năng tuôn trào. Trong mặt trời này, một con tam túc kim ô vần quanh một cái thần lô thật lớn, trong lò liệt hỏa triều thiên, hơi nóng bốc lên duy trì cho mặt trời này không ngừng bốc cháy. Uy năng của nó mạnh đến cực đoan, chẳng những chấn áp 81 món tam tương chi bảo kia, mà cả 9 món bất diệt chi bảo cũng bị áp chế, khiến cho thể tích của chúng càng lúc càng nhỏ. Đông Hoàng Thương cười nói: "Thứ này chính là bảo vật do Thánh Chủ Thái Dương Thần Cung ta tự mình luyện chế, tên là Đại Nhật Thần Châu. Nó có đánh nhốt vào một môn cấm pháp Nhân Hoàng Kỳ, sau khi tế lên có thể sánh với cường giả Nhân Hoàng Kỳ tự mình ra tay. Trừ những thứ này ra, Thái Dương Thần Cung ta còn dâng lên bản của 9 cuốn Hạo Thiên Đại Nhật Chân Kinh để tỏ thành ý kìa." Lão cười ha ha, quay đầu cười lạnh với Triều Công Thiểu: "Triều lão quỷ, Hoàng Tuyền Ma Tông các ngươi mang sinh lễ gì đến vậy?" "Hey, Thái Dương Thần Cung chuẩn bị cũng thật đầy đủ á." Triều Công Thiểu không khỏi nhức đầu, mặt co mày cáu. Lão đến vội nên cũng không mang theo bảo bối, chỉ riêng 36 nhánh bắt dai thương minh linh mạch thôi, lão đã chẳng thể lấy ra được rồi. Về phần tam tương chi bảo, bất diệt chi bảo, trên người lão cũng có vài món, thế nhưng số lượng thì thua xa Đông Hoàng Thương, lấy ra cũng chỉ tổ mất mặt, Nhân Hoàng chi bảo thì không có. Về phần một môn cấm pháp thì lão lại có thể lấy ra, nhưng đám hỏi giữa Hàn Nguyệt Cung và Thái Dương Thần Cung e là quan trọng cấm pháp Thái Dương Thần Cung. Cấm pháp Hoàng Tuyền Ma Tông có lẽ chẳng thể vào mắt của Hàn Nguyệt Cung được. "Ba vị công chủ có thể để lão phu trở lại Hoàng Tuyền Ma Tông chuẩn bị được không?" Triều Công Thiều liền dò hỏi. Ngọc Tiêu công chủ nhẹ nhàng thở ra cười nói: "Loại chuyện như cầu hôn này sao có thể không chuẩn bị, liền tay không tiến đến được, Triều công thật biết nói đùa." Triều Công Thiều nhìn về phía Nhị công chủ Quỳnh Tiêu nói: "Mong Nhị công chủ thanh toàn." Quỳnh Tiêu công chủ do dự một lát, hạ giọng nói: "Tỷ tỷ, muội từng có gặp Ứng Tông đạo một lần, không bằng thư thả mấy ngày để Hoàng Tuyển Thánh Tông chuẩn bị." Ngọc Tiêu công chủ cười nói: "Hôn nhân đại sự đâu phải là trò đùa. Nếu Hoàng Tuyển Thánh Tông không đem bậc đại sự cầu hôn này để ở trong lòng, nếu như Kiều Kiều qua đó, ta sao có thể an tâm được? Dù sao Kiều Kiều cũng là đệ tử thân truyền của ta, ta không thể không lo lắng cho con bé. Nếu là đệ tử của nhị muội, muội có thể quyết định sao cũng được, nhưng là đệ tử của ta, vẫn cần ta tự mình tọa trấn, lựa chọn cho con bé một vị hôn phu có thể phó thác trung thân." Nàng nâng tay ra hiệu cho Quỳnh Tiêu công chủ không cần nói gì thêm, đang định mở miệng tuyên bố hôn sự giữa Đông Hoàng Mục và Tô Kiều Kiều, chợt thấy Diệp Húc đứng dậy, tế ngọc lâu lên, rồi lại thấy 6 nhánh cửu giai thuần dương linh mạch bay ra, giống như những con rồng lớn màu vàng tràn ra không trung. Những linh mạch đó có lân, có vuốt, có hổ, có râu, giống như là thiên long chân chính, khủng bố như một vị đại vua tam bất triệt cảnh vậy. Tuy đám thuần dương linh mạch đó chỉ là những mảnh vỡ của cửu giai linh mạch,
nhưng chỉ cần bất cứ một cái nào trong đó thôi cũng đã hơn xa 36 nhánh bắt ra linh mạch. Diệp Húc tế kiểu giai thuần dương linh mạch lên, có tổng cộng 6 nhánh, ra tay hào phóng khiến người ta líu lưỡi. Ánh mắt Ngọc Tiêu cung chủ hơi ngưng lại, nàng ta lại mỉm cười nói: "6 mảnh vỡ của kiểu giai thuần dương linh mạch tuy là vô cùng giá trị, nhưng vẫn kém sinh lễ của Thái Dương thần cung. Diệp công tử, hãy thu lại linh mạch đi thôi." Nàng ta còn chưa nói xong, đã thấy từng món vũ bảo bay ra từ trong ngọc lâu của Diệp Húc, uy năng mênh mông cuồn cuộn. Những vũ bảo đó chính là một bộ Giáng Xa Tiên Ni, Thượng Thanh Phủ Dung Quan, Ngọc Trâm Châu Lý, Vân Hoa Ti Đái, Kim Long Yêu Đái, Ngọc Bộ Linh Châu, hơn 10 món bất diệt chi bảo, chuyên dụng cho nữ giới, tạo thành một bộ trang phục đầy hoa mỹ. Bộ trang phục này, cho dù là ba vị cung chủ Hàn Nguyệt Cung có kiến thức rộng rãi, cũng không nhận được mà biến sắc mặt. Những nữ đệ tử phía sau các nàng nhìn mà hoa cả mắt. Bộ Giáng Xa Tiên Y đó đúng là có lực sát thương khó có thể tưởng tượng được với tất cả các cô gái. Vãn bối không có những thứ tầm thường như tam tương chi bảo, chỉ có thể lấy ra mấy món bất diệt chi bảo này tạm coi là chính lễ. Diệp Húc khom người mỉm cười nói. Ngọc Tiêu cung chủ hít vào một hơi thật dài, mỉm cười lắc đầu thản nhiên nói: "Một bộ Giáng Xa Tiên Y khó có được Diệp Tiêu tiểu hữu lấy ra loại bảo vật này. Dù là ta cũng phải động tâm, chỉ là Thái Dương thần cung mang Nhân Hoàng chi bảo Đại Nhật thần châu đến, món hậu lễ này khiến cho người ta khó có thể từ chối được." "Chỉ là một món Nhân Hoàng chi bảo mà thôi, Thái Dương thần cung cũng quá nhỏ mọn rồi." Diệp Húc khẽ mỉm cười, lại có 4 món bảo vật bay ra từ trong ngọc lâu, giống như 4 tòa đại lục lơ lửng trên không trung Tam Tiêu Điện. Uy năng mỗi một món đều vô cùng lớn. 4 món Nhân Hoàng chi bảo: Tây Hoàng Cầm, Thiên Nghiên Tinh Kỳ, Vương Mẫu Thư, Côn Luân Họa, đối ứng với Cầm Kỳ Thi Họa. 4 món Nhân Hoàng chi bảo này được tế lên đồng loạt, uy năng này lập tức ép cho Đại Nhật thần châu và vũ bảo của Thái Dương thần cung nhanh chóng thu nhỏ lại, từ một mặt trời rộng mấy ngàn dặm trực tiếp bị đánh cho về nguyên hình, hóa thành một viên minh châu đỏ như lửa vậy. Tuy rằng uy năng của món nào trong Cầm Kỳ Thi Họa cũng không nhất định có thể vượt qua Đại Nhật thần châu, nhưng 4 món ở cùng một chỗ, uy lực liền vượt qua Đại Nhật thần châu, triệt để áp chế sinh lễ của Thái Dương thần cung. "Cung chủ, nếu người không thể cự tuyệt một món Nhân Hoàng chi bảo, như vậy vãn bối liền lấy ra 4 món Nhân Hoàng chi bảo để cầu hôn, xin cung chủ thành toàn." Diệp Húc khom người nói: "Thường lão tổ, làm sao bây giờ?" Người của Thái Dương thần cung thấy thế sắc mặt kịch biến, một người trong đó thấp thỏm lo âu nói. Đông Hoàng Mục ánh mắt chớp động nhìn 4 món Nhân Hoàng chi bảo Cầm Kỳ Thi Họa mà Diệp Húc mang ra, yên lặng không nói gì. Lấy nhãn lực của hắn đương nhiên có thể nhìn ra sinh lễ Diệp Húc mang ra có giá trị vượt qua sinh lễ của Thái Dương thần cung. Ai cao ai thấp liếc mắt một cái liền rõ ràng. Hiện giờ hắn đã tu luyện đến bình cảnh, bị nhốt ở hợp thể kỳ đỉnh phong. Nếu có thể song tu với thân thể Thủy Đức cộng công thì sẽ dễ dàng bước qua bình cảnh này, xông lên tam thân cảnh, ngưng kết pháp tướng chân thân. Sau này con đường tu luyện tất sẽ thuận buồm xuôi gió, trở thành Nhân Hoàng trong vòng 100 năm cũng không nói chơi. Chuyện cầu hôn với Hàn Nguyệt cung, bất kể là công hay tư, hắn đều phải thúc đẩy. Về phần tình cảm với Tô Kiều Kiều, hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Với hắn mà nói, đây chỉ là một giao dịch liên quan đến tiền đồ của hắn và Thái Dương thần cung. Mà Diệp Húc xuất hiện, không thể nghi ngờ sẽ khiến cho vụ giao dịch này có nguy cơ sụp đổ. "Mục Nhi, đừng lo." Đông Hoàng Thương tuy rằng khiếp sợ với giá trị các món vật của Diệp Húc, lại vẫn bình tĩnh như trước, thấp giọng cười nói: "Cho dù hắn lấy ra nhiều sinh lễ hơn nữa, cho dù hắn lấy ra cấm bảo, việc hôn nhân này vẫn chắc chắn như trước. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn. Thái Dương thần cung chúng ta và Hàn Nguyệt cung không chỉ là đám hỏi, còn là kết minh. Ngọc Tiêu đại cung chủ tự nhiên hiểu được điểm ấy. Nàng muốn hạo thiên đại nhật chân kinh của Thái Dương thần cung, Thái Dương thần cung chúng ta cũng muốn ngọc thiểm băng cung, nguyệt luân kinh của Hàn Nguyệt cung. Chỉ có hai cung liên kết mới có thể cùng tạo nên hai vị vu hoàng. Nàng tự nhiên có thể quyết đoán." "Thằng khốn này, khó trách không cho ta Tây Hoàng Cầm, hóa ra là một bộ Nhân Hoàng chi bảo, định đem làm sính lễ, hắn ta cũng thật hào phóng ghê." Triều Công Thiều cũng âm thầm líu lưỡi. Diệp Húc ra tay, ngay cả lão nhìn cũng hết cả hồn. 4 món Nhân Hoàng chi bảo gần với cấm bảo, lão có thể lấy ra, nhưng nếu là một bộ Nhân Hoàng chi bảo, Triều Công Thiều cũng chịu. "Đại công chủ, hay là lần này ngài còn lý do đưa đẩy hay sao?" Triều Công Thiều áp chế khiếp sợ trong lòng, cười ha ha: "Nếu muốn nói lý do, đại công chủ sao không nói Hàn Nguyệt cung nhìn trúng hạo thiên đại nhật chân kinh của Thái Dương thần cung. Việc hôn nhân này hai nhà các ngươi đã sớm quyết định rồi, phải không nào?" Ngọc Tiêu cung chủ trầm ngâm một lát, vẻ mặt cười cười, thở dài ái náy mà nói: "Triều công thứ lỗi cho,
Hàn Nguyệt Cung ta quả thực cực kỳ ngưỡng mộ Hạo Thiên Đại Nhật Chân Kinh của Thái Dương Thần Cung. Triều công, ngài cũng biết đấy, thế gian có truyền thuyết, nếu có thể kết hợp tâm pháp hai cung, sẽ tạo thành một tâm pháp nhất đẳng thiên hạ. Bởi vậy, bất kể quý tông lấy ra sinh lễ gì, khiến người ta tâm động, việc hôn nhân này ta thủy chung không thể đáp ứng được. Diệp công tử, Triều công, mời nhị vị trở về đi cho. Đến khi Kiều Kiều và Đông Hoàng công tử đại hôn, mong hai vị nể mặt đến uống một chén rượu mừng. Vô sĩ! Triều công Thiều lập tức không nhận được, chửi ầm lên. Tiểu bì nương, người sớm nói điều động nội bộ không phải xong rồi hay sao? Làm gì phải nói nhiều như vậy? Rượu mừng này, lão tử không uống cũng thế thôi, đỡ phải đau răng. Ngọc Tiêu công chủ mặt sắc chuyển lạnh, phất tay áo một cái, cười lạnh mà nói. Triều công, ta niệm tình ngươi là tiền bối, bởi vậy nhiều phen nhường nhịn. Tuy vậy nơi này là Hàn Nguyệt Cung, không tới phiên ngươi tới dương ngoài đâu, tiến khách đi. Nàng vẻ mặt xương lạnh, mặt trang phía sau chuyển động, tòa Tam Tiêu Điện này, thậm chí Quảng Hàn Cung cũng đều dao động. Khí tức cấm bảo mơ hồ tràn ngập, hiển nhiên nếu như Triều công Thiều và Diệp Húc không đi, nàng liền tự mình ra tay ném hai người xuất cung. Diệp Húc tuy rằng thực lực mạnh mẽ, Triều công Thiều tuy rằng là nhân hoàng, nhưng ở trước mặt đại công chủ Hàn Nguyệt Cung, chỉ sợ ngay cả một chiêu cũng không xuất ra được. Công chủ, khoan đã. Diệp Húc hít vào một hơi thật dài, hạ giọng nói. Hàn Nguyệt Cung muốn tâm pháp Hạo Nhiên Đại Nhật Chân Kinh, cần gì đi tìm Thái Dương Thần Cung? Tâm pháp này vạn bối cũng có. Phía sau của hắn khí thế nở rộ, một luồng khí thuần dương oanh kích hư không. Chỉ thấy cột khí xuyên thủng hư không, trong cửa động tối như mực, một chút ánh sáng xuất hiện. Chút ánh sáng ấy càng lúc càng lớn, kịch liệt mở rộng, trong chớp mắt liền hóa thành một hỏa cầu thật lớn. Thái Dương chân hỏa như vàng nấu sôi, vô cùng nồng đậm, lưu động trong hỏa cầu. Hỏa cầu này ong ong chuyển động, mở rộng ra phía ngoài, 1 dặm, 10 dặm, rồi 100 dặm. Trong nháy mắt liền hóa thành ngàn dặm nắng gắt, bên trong Tam Tiêu Điện ầm vang chuyển động. Trong nắng gắt, từng con tam túc kim ô bay ra, 10 con bay chung quanh mặt trời. Trong phút chốc, khí nguyệt hàn lành lạnh thanh thanh trong Tam Tiêu Điện liền biến mất, thay vào đấy là nhiệt lưu cuồn cuộn, khí dương ấm áp. Luân liệt nhật của Diệp Húc xuất hiện, chỉ nghe tiếng ong ong vang không dứt bên tai, chỉ thấy phía sau Tam Tiêu Cung chủ, nhiều đệ tử của Hàn Nguyệt Cung không kìm nổi khí cơ cảm ứng, từng vòng trăng sáng từ trong cơ thể bay ra, chuyển động chung quanh mặt trời. Ngọc Thiềm phun ra nút vào, ánh trăng cùng tam túc kim ô trao đổi khí tức âm dương, thủy nhũ giao hòa, tình cảnh cực kỳ tráng lệ. Ngọc Tiêu công chủ, chỉ cần công chủ đồng ý hứa cả Kiều Kiều cho ta, vãn bối chẳng những dâng lên Hạo Thiên Đại Nhật Chân Kinh, còn dâng lên cả Hạo Thiên Đại Đạo Chân Kinh mà Thiên Đế Đông Hoàng đã tu luyện kìa. Hơn Hạo Thiên Đại Nhật Chân Kinh không hề ít đâu, không biết ý công chủ như thế nào. Trên đỉnh đầu của Diệp Húc, hàng trăm mặt trăng vần quanh mặt trời mà đi, hắn cao giọng nói, Hạo Thiên Đại Đạo Chân Kinh. Đông Hoàng Thương một ngụm lửa giận từ trong miệng phun ra, rút cục không nhịn được, nổi trận nô đình, giận dữ mà hét. Khốn kiếp, người dám dùng nhất mạch tâm pháp của Đông Hoàng gia ta làm lễ vật ư? Tiểu tử, cho dù ngươi là đệ tử của Ứng Tông Đạo cũng chắc chắn chết không thể nghi ngờ. Những đệ tử khác của Thái Dương Thần Cung lại giận dữ, bất kể là Hạo Thiên Đại Nhật Chân Kinh hay là Hạo Thiên Đại Đạo Chân Kinh đều là bí mật bất truyền của Thái Dương Thần Cung. Chẳng qua Hạo Thiên Đại Đạo Chân Kinh chất lượng càng tốt hơn, vượt xa Hạo Thiên Đại Nhật Chân Kinh. Lần này Thái Dương Thần Cung vì cùng Hàn Nguyệt Cung kết minh mới nhịn đau xuất ra Hạo Thiên Đại Nhật Chân Kinh, định bồi dưỡng Đông Hoàng Mục thành Vô Hoàng. Về phần Hạo Thiên Đại Đạo Chân Kinh, chỉ có thánh chủ của Thái Dương Thần Cung mới có thể tu luyện, bọn họ căn bản không được lấy ra. Không nghĩ tới Diệp Húc vì cầu hôn lại dùng tới 2 đại cấm pháp của Thái Dương Thần Cung bọn họ để mà cầu hôn, quả thực chính là trước mặt bọn họ đánh mất thể diện của Thái Dương Thần Cung bọn họ. Hơn nữa là một cái tát lại thêm một cái tát nữa, một tiếng so với một tiếng lại còn vang hơn. Ngọc Tiêu công chủ cũng không kìm nổi động tâm, nghe đồn cấm pháp chấn cung Hạo Thiên Đại Đạo Chân Kinh của Thái Dương Thần Cung cùng với cấm pháp khác bất đồng. Cấm pháp khác phần lớn là thiên đạo truyền lại, có tất cả 9 tầng, tu luyện đến cảnh giới nhân hoàng, vu hoàng và thánh hoàng sẽ không thể tiếp tục được nữa. Mà Hạo Thiên Đại Đạo Chân Kinh lại không dừng ở 9 tầng. Cấm pháp này nghe nói có 10 tầng, thậm chí 11 tầng, có thể để người ta tu luyện đến cảnh giới không thể tưởng tượng được, thậm chí để vấn đỉnh thiên đế vị. Nếu như Diệp Húc đem tất cả cấm pháp này cho Hàn Nguyệt Cung biết, mượn Hạo Thiên Đại Đạo Chân Kinh để suy diễn Ngọc Thiềm Băng Cung Nguyệt Luân Kinh, tất cả có thể khiến cho cấm pháp Hàn Nguyệt Cung tăng thêm 1 tầng, vững vàng áp chế Thái Dương Thần Cung và Chu Thiên Tinh Cung. Ngọc Tiêu công chủ ánh mắt chớp động, mỉm cười nói, bộ cấm pháp này của Diệp công tử chắc không đầy đủ phải không? Diệp Húc yên lặng gật đầu.
thật sự là khiến người ta khó có thể quyết định à. Ngọc Tiêu công chủ thở dài, áy náy nói: Hạo Thiên đại đạo chân kinh tất nhiên là tốt, đáng tiếc không được đầy đủ. Hơn nữa càng đáng tiếc chính là Hoàng Tuyển Thánh Tông không phải Thái Dương Thần Cung. Đông Hoàng Thương triệt để nhẹ nhàng thở ra, cười ha hả: Không sai, Hoàng Tuyển Ma Tông dù sao cũng là môn phái hạng tư trong lục phái, sao có thể so ngang với Thái Dương Thần Cung được. Diệp Phúc từ từ thở ra, sắc mặt hờ hững, phất tay áo, chỉ thấy các loại vũ bảo bay múa đầy trời, sáu cảnh linh mạch thuần dương tất cả đều bị hắn thu như trước gửi trong ngọc lầu. Hạ giọng nói: Cung chủ, ta cùng với Kiều Kiều từ nhỏ thanh mai trúc mã, lưỡng tình tương duyệt, xin cung chủ mời nàng ra gặp. Nếu nàng cam nguyện gả cho Thái Dương Thần Cung, Diệp Mỗ không còn lời nào để mà nói, liền xoay người rời đi, tuyệt không rằng co. Nếu như nàng muốn gả cho ta, mong cung chủ hãy thành toàn. Kiều Kiều đang bế quan khổ tu, xin Diệp công tử thứ lỗi cho. Ngọc Tiêu công chủ vẻ mặt tươi cười như hoa, lên tiếng nói: Diệp công tử cũng là nhân trung long phượng, đệ tử Hàn Nguyệt cung ta xuất sắc rất nhiều, cũng có tư chất không kém gì Kiều Kiều. Nếu công tử vừa ý người nào, đừng ngại nói với ta. Nói cách khác, bất kể ta nói gì, lấy ra sinh lễ gì, cung chủ cũng sẽ không đem Kiều Kiều hứa gả cho ta phải không? Lửa giận trong lòng của Diệp Phúc tăng đến cực điểm, ánh mắt phát lạnh, thản nhiên nói: Hay là Kiều Kiều đã bị cung chủ giam lỏng rồi, vì sao ngay cả bảo nàng đi ra cùng ta gặp mặt cũng không dám vậy? Diệp công tử, người quá làm càn rồi. Ngọc Tiêu công chủ hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói: Nơi này là Hàn Nguyệt cung, không phải Hoàng Tuyển Ma Tông của các ngươi. Kiều Kiều chính là đệ tử bản cung, bản cung muốn nàng gả cho ai, nàng liền chỉ có thể gả cho người đó. Ở Hàn Nguyệt cung, bất cứ kẻ nào cũng không thể vi phạm ý của bản cung được. Diệp công tử, Triều công, nơi này không chào đón các ngươi, mời hai vị lập tức rời khỏi. Bát bà. Diệp Húc trong lòng giận dữ, mặt không đổi sắc, mỉm cười nói. Ngọc Tiêu công chủ nghe thế, suy nghĩ rối loạn, khó có thể tin nổi, lên tiếng: Người nói cái gì? Ta nói ngươi là bắt bà chết tiệt, lão biến thái, gả không được kìa. Diệp Húc mặt băng ý cười ấm áp, hạ giọng nói: Ta nhịn, lại nhịn, ngươi lại tìm mọi cách làm khó dễ ta. Nếu không phải thấy ngươi là sư tôn của Kiều Kiều, ta đã sớm một quyền đánh vào khuôn mặt khiến cho người ta buồn nôn của ngươi rồi. Triều công Thiều chán đổ mồ hôi lạnh, vội vàng kéo hắn lại, hướng ra ngoài Tam Tiêu Điện, ha ha cười nói: Tiểu tử thối, cái gì mà bắt bà Kiều bà, nhanh cùng lão tử về nhà nào. Lão bắt bà, ai dám chi dễ ta và Kiều Kiều, ta liền khiến người đó hối hận cả đời kìa. Diệp Húc lửa giận ngập trời, lại như trước mặt mang ý cười, cất cao giọng nói: Lão bắt bà, ngươi đem nàng gả cho ai, ta liền giết người. Ngươi gả một, ta liền giết một. Ngọc Tiêu công chủ tức giận đến hai tay run rẩy, trong lòng giận dữ, nâng ngón tay chỉ hắn, nói không ra lời. Triều công Thiều cũng quyết che miệng hắn, lôi túm kéo ra khỏi Tam Tiêu Điện, đi ra Hàn Nguyệt cung, cả giận nói: Tiểu tử thối, ngươi không muốn sống nữa sao? Ngươi không muốn, nhưng lão tử muốn kìa. Lão yêu bà, gả không nổi kia, Kiều Kiều là nữ nhân của ta, phải lập gia đình liền chỉ có thể gả cho ta thôi. Ngươi dám bức nàng gả cho người khác, ta liền tàn sát Hàn Nguyệt cung của ngươi, giết cả nhà ngươi. Diệp Húc chân nguyên chấn động, không cần dùng tài hùng biện, liền tự nhiên có tiếng ầm vang truyền ra, trong Tam Tiêu Điện vang dội không ngớt, đinh tai nhức óc. Triều công Thiều âm thầm kêu khổ, vội vàng che tu vi hắn lại, khiến hắn không thể lên tiếng. Đông Hoàng Thương cười ha ha, gào thét đuổi theo hai người, điểm như nói: Diệp thiếu báo, ngươi nhục mạ Hàn Nguyệt công chủ, tội đáng chết vạn lần. Hôm nay nơi này là nơi các ngươi tăng thân, Triều lão quý, ngươi cho là các ngươi có thể sống rời khỏi Hàn Nguyệt cung này hay sao? Ngọc Tiêu công chủ cũng rất tức giận, nàng từ nhỏ đến lớn từng bước một khổ tu, cuối cùng thành nhân hoàng đỉnh cao, tu thành ngũ đại cấm pháp, chỉ kém một bước liền có thể vấn đỉnh vô hoàng, thành vô thượng tông sư. Đại công chủ của Hàn Nguyệt cung vạn người kính ngưỡng, chủ của các thánh địa khác gặp nàng cũng phải tự giác cúi đầu. Nếu tu luyện đến thời kỳ mấu chốt, bước ra một bước cuối cùng, cũng tự nhiên có người giúp nàng ngăn cản vô hoàng nhân kiếp, giúp nàng thuận thuận lợi lợi mà thành vô hoàng. Nàng vẫn là lần đầu bị người mắng đến cầu huyết phún đầu, hàm răng cũng suýt nữa cắn nát. Đường đường chủ của một Hàn Nguyệt cung, một trong tam cung của ma đạo, bị người nhục mạ trước mặt mọi người, khẩu ác khí này bất kể như thế nào nàng cũng không thể nhịn. Đại tỷ, sao phải tức giận chứ? Quỳnh Tiêu công chủ đột nhiên đứng dậy cười nói: Kiều Kiều thật sự bị tỷ giam lỏng sao? Ngọc Tiêu công chủ đang chuẩn bị đứng dậy đánh chết Diệp Húc và Triều công Thiều, nghe vậy cười lạnh nói: Không sai,
hay là ngươi đối với việc ta làm có ý kiến gì sao? Quỳnh Tiêu công chủ cố ý vô tình ngăn trở trước người của nàng, cười nói: tiểu muội nào dám, tuy nhiên loại chuyện này chi bằng hỏi ý kiến Kiều Kiều một chút vẫn hơn. Nhị muội, chẳng lẽ ngươi còn không rõ dụng tâm lương khổ của ta hay sao? Ngọc Tiêu công chủ thở dài, từ bên người của nàng lách qua, thản nhiên nói: Hàn Nguyệt cung chúng ta nếu cùng Thái Dương thần cung đám hỏi, cùng nhau tương trợ, liền có thể trở thành đệ nhất đại phái của ma đạo. Sau khi ta thành vua hoàng rồi, lại có Kiều Kiều trở thành vua hoàng, hai đại vua hoàng trấn thủ cung ta, từ nay về sau chính ma yêu ba đạo còn có thế lực nào có thể chống lại Hàn Nguyệt cung ta đây? Nhưng đại tỷ có nghĩ tới hay không, tỷ gả Kiều Kiều cho một người nàng không thích, về sau khi nàng trở thành vua hoàng còn có thể nguyện trung thành với Hàn Nguyệt cung ta sao? Quỳnh Tiêu công chủ lại ngăn trở trước mặt của nàng, cười nói. Ngọc Tiêu công chủ dừng bước, nhìn nàng như cười như không, hạ giọng nói: nhị muội, ngươi cứ ngăn trở ta, chẳng lẽ là lo lắng ta giết chết Diệp Thiếu Bảo và Triều Công Thiều, khiến tiểu tình nhân của ngươi khó chịu hay sao? Quỳnh Tiêu công chủ vừa thẹn vừa giận, giận dữ mà nói: đại tỷ, tỷ đang nói cái gì vậy? Nói cái gì sao, chính ngươi hiểu rõ trong lòng. Ngọc Tiêu công chủ cười lạnh một tiếng: lúc trước ngươi du lịch ở bên ngoài vẫn là hoàng hoa khuê nữ, cùng Ứng Tông Đào câu kết làm bẫy, cho là ta không biết hay sao? Qua vài năm ngươi ôm một nữ anh trở về, nó là nhặt được, được ngươi thu vào làm môn hạ của mình, lấy họ của ngươi, gọi là Lộ Giao Già. Chỉ sợ nàng không phải họ Lộ mà là họ Ứng kìa. Lộ Giao Già hẳn là kêu Ứng Giao Già mới phải, ngươi nói xem có phải không? Cảnh Tiêu công chủ vội bước lên phía trước định khuyên bảo hai người, nghe như thế không khỏi ngẩn ngơ. Các nữ đệ tử khác của Hàn Nguyệt cung cũng đều ngây dại. Quỳnh Tiêu công chủ thẹn quá thành giận, sắc mặt chuyển lạnh, cười lạnh nói: đại sư tỷ, chúng ta cần gì phải vạch trần lẫn nhau như vậy? Không sai, ta và Ứng Tông Đạo từng có một đoạn tình duyên, còn tỷ thì sao? Lúc trước khi Ma Hoàng còn chưa phải là vua hoàng, đã từng tới thế giới vua hoàng. Lúc ấy đại sư tỷ ngươi và những người khác tiến đến trừ ma, kết quả những người khác bị giết, chỉ có tỷ bị Ma Hoàng bắt đi làm tù binh. Tỷ thường nói mình có thể trở thành vua hoàng, có người giúp tỷ chắn kiếp, chỉ sợ người này là Ma Hoàng phải không? Ma Hoàng đã có thế tử, tỷ cam nguyện làm thiếp càng khiến người ta khinh thường kìa. Cảnh Tiêu công chủ càng thêm ngây người, vốn định khuyên bảo hai người, giờ phút này cũng không biết nói gì mới phải, chỉ đành phất tay bảo đệ tử Hàn Nguyệt cung tan đi, miễn cho hai đại thủ lĩnh của Hàn Nguyệt cung xấu mặt trước đệ tử. Hai tỷ giận quá mức rồi, ngay cả chuyện bí ẩn nhất của đối phương cũng đem ra nói, vốn gọi tỷ tỷ muội muội, hiện giờ sửa miệng thành sư tỷ. Cảnh Tiêu công chủ hít vào một hơi thầm nghĩ: tuy nhiên nói gì thì nói, ta còn không biết thay vị sư tỷ từng trải qua chuyện như vậy. Không sai, ta xác thực khiến người chê cười, tuy nhiên đó cũng là vì đại kế của cung chúng ta. Có Ma Hoàng giúp ta cản nhân kiếp, ta tất nhiên có thể thành vua hoàng. Nhị sư muội, ngươi cho là nam nhân của ngươi có thể giúp ngươi ngăn cản nhân kiếp hay sao? Hắn ngay cả vua hoàng nhân kiếp của bản thân mình cũng không qua được, nam nhân ngươi tuyển thua xa ta kìa. Ngọc Tiêu công chủ thực sự nổi giận, trong lòng chật động, đột nhiên không gian bên người lay động không ngớt, từng nữ tử đi ra chính là ngũ đại cấm pháp phân thân của nàng. Nàng tu luyện 5 loại cấm pháp của Hàn Nguyệt cung, tất cả đều tu luyện đến nhân hoàng kỳ đỉnh cao. Ngũ đại cấm pháp phân thân cũng là đỉnh nhân hoàng, đem Quỳnh Tiêu công chủ vây ở trong đấy, cười lạnh mà nói: nhị sư muội, ngũ đại nhân hoàng phân thân của ngươi chưa hoàn toàn luyện thành, mà ta đã luyện thành ngũ đại phân thân, thậm chí bắt đầu ngưng luyện phân thân thứ 6. Ta mới là đại công chủ, tu vi của ta vượt sang ngươi và tam muội. Hàn Nguyệt cung này vẫn là ta làm chủ, ngươi hãy tỉnh táo một chút đi. Nàng quay đầu lại nhìn Cảnh Tiêu thản nhiên nói: tam muội, ngươi tới khuyên nhủ nàng đi, dù sao chúng ta đều là chủ của Hàn Nguyệt cung này, trong một lúc nháo ra chuyện như thế này truyền ra bên ngoài khiến người ta chưa cười kìa. Cảnh Tiêu công chủ chần chừ một chút, do dự nói: đại tỷ, tỷ vây khốn nhị tỷ, nếu lại giết sư đệ và sư phụ của Ứng Tông Đạo, chẳng phải khiến Ứng Tông Đạo và nhị tỷ hoàn toàn trở mặt, vĩnh viễn không thể hợp lại hay sao? Để nó tỉnh táo một chút, phản tỉnh, miễn cho cơ nghiệp tổ sư lưu lại bị phân liệt kìa. Ngọc Tiêu công chủ cười lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Ngoài Quảng Hàn cung ngoại, đám người Đông Hoàng Thương, Đông Hoàng Mục đuổi theo Diệp Húc và Triều Công Thiều. Trong hư không, một pho tượng nhân hoàng thiên địa pháp tướng cao lớn đi ra, nâng một cái chuông đồng hung hăng ném Triều Công Thiều và Diệp Húc. Chuông đồng chấn vang, ngàn dặm thiên địa liền biến mất. Triều lão quý, lúc ngươi đánh lén ta, có từng nghĩ tới có ngày hôm nay hay không? Đông Hoàng Thương cười ha ha: hôm nay không chỉ có ta muốn giết ngươi, Hàn Nguyệt cung cũng muốn giết ngươi.
Sau khi hai người các ngươi chết rồi, Thái Dương Thần Cung của ta sẽ tiêu diệt Hoàng Tuyển Ma Tông các ngươi, đem vạn cổ thánh địa nơi này hủy hoại chỉ trong chốc lát thôi. Ông trong ngọc lâu của Diệp Húc, Tây Hoàng Cầm, Thiên Nguyên Tinh Kỳ, Vương Mẫu Thư, Côn Luân Họa, bốn món nhân hoàng chi bảo cùng bay ra. Triều Công Thiểu thấy thế không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Lão giả này giận phát ngút trời, nhai răng cười độc ác nói: "Tốt, tốt, hôm nay hai chúng ta cùng nhau giết ra Hàn Nguyệt Cung nào." Pháp tướng của hắn thả người nhảy ra ngoài cơ thể, lấy tay chụp tới, bắt lấy Côn Luân Họa, dùng sức giật, chỉ thấy một bức tranh vẽ biển như khói xuất hiện. Trên bức họa cuộn tròn, Vạn Thủy Thiên Sơn xuất hiện, một cây cột trụ trời đứt gãy đột nhiên di động, nhảy ra khỏi mặt giấy. Đây là cột trụ trời Côn Luân, từng thông đến một tòa Lưu Tinh Hùng Sơn của thiên giới, Hoa Tư Thiên Quốc của tộc Tây Hoàng Mẫu nằm ở nơi này. Trên cột trụ trời Côn Luân đậu một con chim xanh thật lớn, cánh dài mấy vạn dặm, gào thét từ trong bức tranh bay ra, móng vuốt sắc bén chụp vào chuông đồng. Đột nhiên lại có một tiếng rít, một con tam túc kim ô bay ra nghênh chiếm chim xanh. Hai con quái điểu ở trên không Hàn Nguyệt Cung vật lộn chém giết thảm thiết dị thường. Triều Công Thiều lại dùng một tay bắt lấy, lấy tay một chảo, nắm Tây Hoàng Cầm trong tay, nhanh chóng đánh đàn. Một khúc bi ca thê lương theo đàn mà ra, đối kháng chung đồng của Đông Hoàng Thương. Cùng nhau động thủ, thúc giục Đại Nhật Thần Châu. Đông Hoàng Thương chống lại Triều Công Thiều, mở miệng quát lớn, thúc giục các cao thủ khác của Thái Dương Thần Cung. Trong các cao thủ lần này, Thái Dương Thần Cung phải tới, đại đa số đều là cự đầu tam tương cảnh, trong đó có hai người tu luyện đến tam bất triệt cảnh, lại thêm Đông Hoàng Mục, bảy người liên kết đủ để thúc giục 6-7 phần uy lực của Đại Nhật Thần Châu. Chỉ thấy Thần Châu di động trên không, hóa thành mặt trời chói chang cuồn cuộn. Trong mặt trời chói chang lại có một con tam túc kim ô miệng ngậm một cái Thái Dương Thần Lô thật lớn bay ra. Trong lò lửa cháy ngập trời, cháy sạch không trung sụp xuống từng đợt. Không xong, hai quyền khó địch bốn tay à. Triều Công Thiều một trận nhức đầu, tinh lực toàn bộ của hắn đều dùng để đối phó với Đông Hoàng Thương. Tuy rằng tu vi của hắn cao hơn Đông Hoàng Thương, nhưng bốn món bảo vật Diệp Húc giao cho hắn đều chưa trải qua tiến luyện của hắn, không tiện tay bằng vu bảo của chính mình, cho nên chỉ có thể miễn cưỡng áp chế Đông Hoàng Thương một bậc. Mà uy lực của Đại Nhật Thần Châu tương đương với một vị đỉnh nhân hoàng, hiện giờ bị Đông Hoàng Mục và các cao thủ khác của Thái Dương Thần Cung thúc giục, thực lực mạnh tương đương với một vị Đông Hoàng Thương khác, không phải hắn có khả năng chống lại được. Nếu tên khốn tông đạo ấy đến đây thì tốt rồi, hoặc là một tôn hóa thân đến đây cũng được. Triều Công Thiều trong lòng chua xót, hắn chính là tiền tông chủ của Hoàng Tuyển Ma Tông, nhưng tu vi không tâm hậu bằng đồ đệ Ứng Tông Đạo của mình. Ứng Tông Đạo tu thành tám đại nhân hoàng phân thân, thực lực mạnh, chính là người giỏi nhất dưới vô hoàng. Nhân hoàng phân thân của hắn lại thêm cổ tiên hóa thân của Linh Lung Tiên Phần Trung, đủ để quét ngang tuyệt đại đa số đỉnh nhân hoàng. Cấp bậc nhân hoàng của Triều Công Thiều này cũng đã quét ngang nhóm này. Chín con kim ô ngậm Thái Dương Thần Lô đánh tới, Triều Công Thiều đang bất hạnh không thể ngăn cản, đột nhiên chỉ thấy từ trong tay Diệp Húc, theo hắn giãy ra, quát tháo một tiếng, một cây kim tiễn bay lên trời. Chỉ nghe tiếng cười không ngừng bên tai, chín con kim ô bị vạn tiễn đâm thủng ngực đều bị bắn chết tại chỗ. Lực sát thương của kim tiễn này đối với kim ô thật lớn, nhưng mặc dù như thế, Thái Dương Thần Lô vẫn gào thét đánh tới. Uy năng khoảng 7-8 phần của Nhân Hoàng Chi Bảo vượt xa khả năng kháng cự của Diệp Húc. Thần Lô thiêu đốt không trung, một mảnh không gian trực tiếp bị đốt cháy. Vu bảo này chính là thánh chủ của Thái Dương Thần Cung sở luyện, uy năng không phải là nhỏ, gần như có thể sánh ngang uy lực thiên đỉnh của Hạ gia. Đoang một tiếng, kim tiễn của Nghệ Hoàng và Thần Lô chạm vào nhau, bị đánh hồi nguyên hình ngay tại chỗ, càng ngày càng nhỏ, trở lại trong ngọc lâu của Diệp Húc. Liệt Hỏa Minh Tôn. Trước người Diệp Húc đột nhiên xuất hiện một pho tượng Đại Minh Tôn Vương, dáng người khôi ngô, bốn đầu tám tay. Tám tay mở ra, nhất tề hướng về phía Thái Dương Thần Lô. Chỉ nghe tiếng răng sắc truyền đến, tám cánh tay của Liệt Hỏa Minh Tôn đứt đoạn, tuy nhiên Thái Dương Thần Lô cũng bị cản lại. Nhục thân của Liệt Hỏa Minh Tôn tuy là thân thể nhân hoàng, nhưng so với Nhân Hoàng Chi Bảo do đỉnh nhân hoàng luyện chế vẫn kém hơn một bậc. Vù. Đại Nhật Thần Châu bay tới, mặt trời chói chang và Thái Dương Thần Lô hợp lại, gào thét đánh tới Đại Minh Tôn Vương. Tam Đại Minh Tôn, giúp ta một tay. Diệp Húc trong lòng chật động, chỉ thấy trong ngọc lâu một bàn tay to ló ra, đặt trên Liệt Hỏa Minh Tôn, ma khí dũng mãnh cuồn cuộn tràn vào trong Liệt Hỏa Minh Tôn khô cạn, nhanh chóng đổ đầy Thất Luân Hải, sau đó là Bát Luân Hải. Sau khi Bát Luân Hải tràn ngập ma khí, Cửu Luân Hải cũng lập tức bị ma khí rót vào. Pho Đại Minh Tôn Vương này trong khoảnh khắc có được pháp lực của Nhân Hoàng, thân hình vừa động lập tức không trung biến thành lưới, nứt nẻ thành từng mảnh. Diệp Húc quát lớn một tiếng,
đứng trên đỉnh liệt hỏa minh tôn, chữa trị tám cánh tay, tâm niệm vi động, các loại vu bảo từ trong ngọc lâu bay ra, bảo tháp, kiều đỉnh, kim tiễn, lầu hành hương, đãng hồn chung, từng món vu bảo bắt trong tay cùng đánh về phía đại nhật thần châu. Liệt hỏa minh tôn thân hình rung mạnh, liên tục lùi về phía sau, dẫm lên được hư không sụp xuống không ngừng. Núi lớn phía dưới Quảng Hàn Cung, bí cảnh đều bị dẫm thành từng miếng sụp xuống, không biết có bao nhiêu tòa linh sơn bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đại nhật thần châu cũng bị đánh bay, vào lúc này lại có một vòng minh châu bay tới, rồi đột nhiên hóa thành một mặt trăng quấn quanh đại nhật thần châu, đã biến thành mặt trời chói chang, uy lực lập tức tăng mạnh, một cỗ rung động khiến cho người ta tuyệt vọng từ hai món nhân hoàng chi bảo truyền đến. Cuối cùng Ngọc Tiêu công chủ cũng ra tay. Luân Nguyệt Châu này có tên là Nguyệt Hoa Chi Chủ, chính là nhân hoàng chi bảo Ngọc Tiêu công chủ tự mình luyện chế. Trong mặt trăng có mấy con thỏ ngọc cầm chai thuốc trong tay để giã thuốc. Luân Nguyệt Châu này và Đại Nhật Thần Châu cùng một cấp bậc, hai món nhân hoàng chi bảo bay lên trời, hóa thành nhật nguyệt rộng lớn ngàn dặm, ánh sáng rực rỡ giao nhau, luân hồi xoay tròn. Thái Dương Thần Cung và Hàn Nguyệt Cung không chỉ có tâm pháp tương sinh tương khắc, vu bảo cũng đồng dạng tương sinh tương khắc. Khi tương khắc thì cả hai đều bị tiêu diệt, khi tương sinh thì châu liên bích hợp, uy lực tăng vọt. Đám người Đông Hoàng Mục vốn không thể đem uy lực của Đại Nhật Thần Châu hoàn toàn phát huy, giờ phút này có Ngọc Tiêu công chủ gia nhập, lập tức khí tức dưới sự dẫn dắt, uy lực của nhân hoàng chi bảo có thể phát huy tới cực điểm. Trên cung trung, nhật nguyệt quấn quanh, khí tức của Hàn Nguyệt Cung nhân hoàng chi bảo và Thái Dương Thần Cung nhân hoàng chi bảo tương dung, uy lực so với vừa rồi lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Cho dù Diệp Phúc và Tam Đại Minh Tôn liên kết sử dụng Liệt Hỏa Minh Tôn vì thân thể nhân hoàng này cũng không thể ngăn cản. Giờ khắc này, bên tai Diệp Phúc tất cả thanh âm đều biến mất, tất cả hình ảnh đều không thấy, trong mắt chỉ có hai viên minh châu giằng co vần quanh. Hắn đột nhiên đem các loại vu bảo thu hồi vào tháp Di La Thiên. Trong tay Liệt Hỏa Minh Tôn chỉ còn lại một cây kim tên của Nghệ Hoàng, đem Tam Đại Minh Tôn cùng với pháp lực của mình chút hết vào trong kim tiễn. Uy lực của cây Nghệ Hoàng kim tiễn này lập tức tăng tới cực điểm, một luồng hơi thở cổ cấm bảo tràn ra, khiến người ta sợ hãi. Nó dài đến 10 dặm hơn, to vài trăm thước, giống một cây kim trụ đâm phá trời cao, kim quang rực rỡ. Sau đầu Liệt Hỏa Minh Tôn, một ma long ngang nhiên giống giận từ ma hỏa thần kham bơi ra, thân rồng lách động quay chung quanh Nghệ Hoàng kim tiễn hơn 10 vòng, đầu rồng ghé vào mũi tên, đuôi rồng dùng trên đuôi tiễn. Vù! Bốn bàn tay to của Liệt Hỏa Minh Tôn cùng bắt lấy kim tiễn, trở thành một cây trường mâu dùng sức ném ra. Nghệ Hoàng kim tiễn ầm ầm xuyên phá trời cao, nhóm một cái lướt qua, nơi đi qua chỉ còn lại một thông đạo đen hẹp dài. Thông đạo nhanh chóng xoay tròn, thậm chí ngay cả một tòa núi lớn phía dưới cũng bị hút, rơi vào trong thông đạo, lập tức bị khuấy đến dập nát. Nghệ Hoàng kim tiễn sao? Ngọc Tiêu công chủ hừ lại một tiếng, cướp lấy Đại Nhật Thần Châu từ trong tay đám người Đông Hoàng Mục, một mình tiến lên hai món nhân hoàng chi bảo, cười lạnh mà nói: người dùng cấm bảo cũng trọn vẹn của Nghệ Hoàng để đối phó với Hàn Nguyệt Cung ta sao? Thật sự là buồn cười. Chẳng lẽ người không biết tổ sư khai phái Hàn Nguyệt Cung ta chính là vợ của Nghệ Hoàng hay sao? Đinh một tiếng, nhật nguyệt chuyển động, đột nhiên mặt trăng ở phía trước, mặt trời chói chang ở phía sau, Nghệ Hoàng kim tiễn bắn ngay phía trên mặt trăng. Chỉ nghe một tiếng nổ mạnh ầm ầm truyền đến. Ngọn nguồn tiếng nổ mạnh này không ngờ không phải là Nguyệt Hoa Châu mà là Nghệ Hoàng kim tiễn. Nhân hoàng chi bảo không thể chống lại cấm bảo, cho dù là uy lực của mảnh vỡ cấm bảo cũng vượt xa nhân hoàng chi bảo, nhưng Nghệ Hoàng kim tiễn gặp được Nguyệt Hoa Châu lại dường như gặp khắc tinh, uy lực của kim tiễn ngay cả nửa phần cũng không phát huy được. Trong tiễn truyền đến tiếng nổ kịch liệt, không ngờ bị Nguyệt Hoa Châu phản chế. Tiểu bối vô tri, dám nhục mạ bản cung! Ngọc Tiêu công chủ mặt không chút thay đổi, đột nhiên giơ ngọc thủ mảnh mai ra chụp vào Nghệ Hoàng kim tiễn, cười lạnh mà nói: bản cung liền thu Nghệ Hoàng kim tiễn của ngươi, lại đem ngươi lột da rút gân, cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Cùng lúc đó, Đại Nhật Thần Châu từ sau lưng mặt trăng lách qua, lửa cháy hừng hực hướng Liệt Hỏa Minh Tôn và Diệp Phúc đánh tới. Liệt Hỏa Minh Tôn há mồm mà hút, đem Diệp Phúc hút vào trong miệng. Trong tám mặt tay to đột nhiên có một vòng mặt trời chói chang, lấy Dương Thiên Thần Vương diệt kiếp ấn đối chiến với Đại Nhật Thần Châu. Trên không trung, chín mặt trời chói chang gặp nhau vô thành vô tức, tiếp theo một cỗ uy năng cuồn cuộn bạo phát quét ngang tất cả. Tám cánh tay của Liệt Hỏa Minh Tôn lập tức đứt đoạn, tất cả bị nổ dập nát, bùng nổ từ bàn tay lan tràn đến nách. Đại Nhật Thần Châu nghiền đè mà đến, nện lên thân hình hùng tráng của hắn. Thân thể cao lớn của Liệt Hỏa Minh Tôn gần như bị sức mạnh vô cùng đập vụn ngay tại chỗ. Thân thể nhân hoàng của hắn trong nháy mắt bị phá, bị Đại Nhật Thần Châu nghiền ép tới nát tung tóe, gần như tan rã. Trong Ngọc Lâu Giả La
Tu Đề, Bảo Hiền, ba vị đại tôn Minh Vương đồng thời bị phản phệ kịch liệt, cùng hộc máu, uể oải, không phấn chấn. Liệt Hỏa Minh Tôn chính là thân ngoại hóa thân của Diệp Húc, hắn bị phản phệ càng sâu, thế giới gần như sụp đổ, nguyên thần cũng đồng thời bị thương nặng. Lúc này, trong Nghệ Hoàng Kim Tiễn, tiếng nổ càng ngày càng kịch liệt. Tay ngọc của Ngọc Tiêu cung chủ khó khăn bắt lấy cây kim tiễn, đột nhiên chỉ nghe trong tiễn truyền đến một tiếng long ngâm to lớn, một cỗ khí tức trầm trọng từ trong mũi tên truyền ra. Tay ngọc nhỏ dài của nàng nổ tung tại chỗ, máu thịt bay tán loạn, một cánh tay chỉ còn lại xương trắng. Ầm ầm. Tiếng rồng ngâm to lớn lan ra, ầm ầm trên Nguyệt Hoa Châu, mấy con thỏ ngọc trong mặt trăng ầm ầm nổ tung, hóa thành một đám xương máu. Trong Nghệ Hoàng Kim Tiễn giấu cái gì vậy? Ngọc Tiêu cung chủ khiếp sợ khó hiểu, chỉ thấy tiếng giống to kia đem Nguyệt Hoa Châu chấn đến không ngừng tan rã. Nàng và khí tức của Nguyệt Hoa Châu liên kết nên Nguyệt Hoa Châu bị hao tổn, nàng cũng bị thương nặng. Ngọc Tiêu cung chủ giống như bị một đòn vô hình nghiêm trọng, ói ra một ngụm máu tươi, vừa vàng thu hồi Nguyệt Hoa Châu. Nghệ Hoàng Kim Tiễn không có bị Hàn Nguyệt Cung tâm pháp phá hư, phong ấn trong mũi tên lại có hiệu lực, chỉ nghe tiếng gầm trong đó dần dần trầm thấp xuống, dường như lại bị phong ấn. Víu một cái, kim tiễn này bắn trở về xuyên thủng Đại Nhật Thần Châu. Nguyệt Hoa Châu có thể khắc chế kim tiễn, nhưng Đại Nhật Thần Châu ngược lại bị kim tiễn khắc chế. Chỉ thấy cái mặt trời chói chang ngàn dặm này bị kim tiễn xuyên thủng, tiếng răng rắc vang lên không dứt bên tai. Trong chớp mắt, phía trên Liệt Dương liền rách rộng, nhìn thấy mà ghê người. Mỗi một vết đều dài đến 500-600 dặm. Món Nhân Hoàng chi bảo này gần như bị Nghệ Hoàng Kim Tiễn trực tiếp bắn vỡ. Giờ phút này, thân thể Liệt Hỏa Minh Tôn hoàn toàn bị hủy, chỉ còn lại một cái đầu. Cái đầu này mở rộng miệng ra. Diệp Húc mặt như giấy vàng, từ trong miệng Liệt Hỏa Minh Tôn bay ra, thở hổn hển cùng Ngọc Tiêu cung chủ đối chọi. Đây là lần đầu tiên hắn chính diện chống lại Nhân Hoàng. Thực lực của Nhân Hoàng so với tưởng tượng của hắn còn mạnh hơn không biết bao nhiêu. Hắn liên kết Già La, Tu Đề, Bảo Hiền, ba vị Đại Minh Tôn Vương thúc giục Liệt Hỏa Minh Tôn Nhân Hoàng chi khu, đem tu vi của Liệt Hỏa Minh Tôn tăng lên tới cảnh giới Nhân Hoàng, thậm chí sử dụng Nghệ Hoàng Kim Tiễn vẫn không chống lại được Ngọc Tiêu cung chủ. Hắn thậm chí tính đến Ngọc Tiêu cung chủ sẽ lấy Hàn Nguyệt Cung tâm pháp để khắc chế Nghệ Hoàng Kim Tiễn, lại vẫn dứt khoát sử dụng vu bảo này, ý đồ là dựa vào sự tồn tại hùng mạnh trong phong ấn của Nghệ Hoàng Kim Tiễn để đối kháng với Ngọc Tiêu. Nhưng dưới tình huống như vậy, Ngọc Tiêu cung chủ lại vẫn không chết, chỉ có điều bị thương không nhẹ. Nhân Hoàng thật sự quá hùng mạnh khiến người ta tuyệt vọng. Người làm bẩn cung bị thương, làm bẩn cung bị thương. Ngọc Tiêu cung chủ nâng cánh tay mình lên, chỉ thấy cánh tay này bị tiếng giống to kia làm nổ, được chỉ còn lại xương trắng. Ở bên trên xương, một tia máu thịt nhanh chóng dẫn xuất, giống như con giun mấp máy. Sau đó, làn da nhẵn nhụi mọc ra. Trong chớp mắt, cánh tay ngọc của nàng liền khôi phục như lúc ban đầu. Nhật Nguyệt Song Châu trở lại phía sau của nàng, quay trung quanh nàng chậm rãi chuyển động, khiến nàng vô cùng thánh khiết, giống như thiên tiên lâm trần, khí chất vô song. Nàng nâng cánh tay mình lên đánh giá, giống như đang nhìn một tác phẩm nghệ thuật tinh tế, rồi mỉm cười nói: Diệp thiếu báo, ngươi có thể khiến bản cung bị thương, thực không tồi, đáng để kiêu ngạo. Tuy nhiên, ngũ đại nhân hoàng cấp cấm pháp của bản cung đã phân tha thân ra, dùng để chấn áp tiểu tiện nhân Quỳnh Tiêu kia. Giờ phút này trong cơ thể chỉ còn lại một đạo cấm pháp, chưa tu luyện đến Nhân Hoàng kỳ. Diệp Húc trong lòng trầm xuống, hắn vốn tưởng rằng đây là toàn bộ thực lực của Ngọc Tiêu cung chủ, lại không nghĩ rằng thực lực này ngay cả 1/10 của nàng đều không đến, thậm chí nói không chừng chỉ có 1% thực lực của nàng. Mà giờ phút này, Liệt Hỏa Minh Tôn, tôn thân ngoại hóa thân này mà hắn dựa vào đã bị Ngọc Tiêu cung chủ đánh cho chỉ còn lại có một cái đầu, gần như đã không có tiền vốn cùng nàng chống lại. Ngươi có thể dùng Nghệ Hoàng Kim Tiễn đánh lén bản cung một lần, nhưng tuyệt đối đánh lén không được lần thứ hai đâu. Ngọc Tiêu cung chủ mặt mang theo nụ cười, nàng mặc dù tâm động sát khí cũng đẹp đến khuynh quốc khuynh thành, giơ tay chỉ ra Nhật Nguyệt Song Châu hướng Diệp Húc gào thét mà đến, hạ giọng nói: Người chết đi. Đại Nhật Thần Châu và Nguyệt Hoa Châu chính là Nhân Hoàng chi bảo, có năng lực chữa trị rất mạnh, gần như cùng cấp với bất tử bất diệt chi khu của Tam Bất Diệt Cảnh. Hơn nữa, pháp lực tự thân của Ngọc Tiêu cung chủ là làm dịu chữa trị, rất nhanh liền khôi phục đến trạng thái toàn thịnh. Một mặt trăng một mặt trời gào thét mà đến, so với vừa rồi càng thêm to lớn đồ sộ. Cho dù Diệp Húc có thân ngoại hóa thân của Liệt Hỏa Minh Tôn mạnh mẽ như vậy, cho dù hắn có thể đem pháp lực của tôn thân ngoại hóa thân này tăng lên đến giống như Nhân Hoàng, cho dù uy lực của Nghệ Hoàng Kim Tiễn lại bùng nổ, chỉ sợ cũng không thể ngăn cản hai viên minh châu này nghiền đè. Nghệ Hoàng Kim Tiễn đã bị Diệp Húc vận dụng một lần, tuyệt đối không thể lại đánh lén được Ngọc Tiêu, mà cây kim tiễn này cũng bị cấm pháp và vu bảo của Hàn Nguyệt Cung khắc chế, không thể tiếp tục vận dụng được nữa. Về phần bảo vật khác, căn bản không thể chống lại hai món Nhân Hoàng chi bảo này.
lấy thực lực của Diệp Húc và ba vị Đại Minh Tôn Vương càng không thể đối kháng Ngọc Tiêu, vị chủ thánh địa này. Nữ nhân hoàng đạp trên nhân hoàng đỉnh, nhật nguyệt chuyển động lẫn nhau, chấn áp chư thiên, thiên địa dường như đều bị hai viên tinh cầu này đập vụn. Hạo Thiên Khuyến tế. Diệp Húc không cần nghĩ ngợi, đột nhiên sử dụng ngọc lầu. Trong ngọc lầu, một con chó đen nhỏ không tự chủ bay ra, nghênh đón nhật nguyệt song châu. Thiếu báo, đại gia ngươi, mẹ nó chứ. Con phá cầu nhìn thấy mặt trời và mặt trăng nghiền đè đến chỗ của nó, thét dài rất không có nghĩa khí. Thân là đệ nhất đại tôn vương, giữ chứng chủ công, con chó chết tiệt ngươi chỉ biết tránh ở trong ngọc lầu của chủ công, giờ đến lượt ngươi xuất lực rồi. Bảo Hiền Minh Tôn từ ngọc lầu ló đầu ra, ha hả cười nói. Chỉ thấy con chó nhỏ này từ từ lớn lên, hình thể càng lúc càng lớn, càng ngày càng dài, hóa thành một con chó đen lớn, eo nhỏ, đầu đội trời chân đạp đất, dữ tợn hung ác, đầu đuôi dài đến hơn trăm dặm. Con viễn cổ cự thú này nhìn trăng hú dài, quanh thân tản ra một con chó mẹ từ miệng nó nhảy ra. Đây là một con Hạo Thiên Khuyển trưởng thành, bá chủ trong viễn cổ cự thú, thể tích so với Long Khiếu Thiên còn cao hơn, đầu đuôi đạt đến 2000 dặm, da lông đen thù lùi một mảnh. Hai con Hạo Thiên Khuyển, một lớn một nhỏ, sóng vai mà đứng. Già La Minh Tôn, Bảo Hiền Minh Tôn, Tu Đề Minh Tôn, ba vị đại tôn, trợ giúp ta một tay nào. Diệp Húc giận quát một tiếng, nguyên thần phóng lên cao, ngọc thụ lâm phong, bỗng nhiên chui vào trong con viễn cổ cự thú này. Ngay sau đó, thiên địa pháp tướng của Già La Minh Tôn và ba vị Đại Minh Tôn Vương cùng rơi xuống, đồng dạng cũng chui vào trong con chó mẹ. Trên bầu trời, mặt trời chói chang và mặt trăng kia gào thét tới, một lửa ngập trời cháy sạch hư không, một lạnh tanh khí băng hàn đông lạnh khiến hư không tan rã. Loại uy lực này tuyệt đối có thể đem Diệp Húc và ba Đại Minh Tôn nghiền chết một lần rồi lại một lần. Mặt trời và mặt trăng áp chế đi đến trước người hai con Hạo Thiên Khuyển, chỉ thấy con chó mẹ đen thù lùi cầm đầu chậm rãi nâng đầu, hai mắt mở to. Hai mắt của nó một giống như mặt trời chói chang, một giống như trăng sáng. Nó mở to mồm ra, trong miệng dường như có không gian vô cùng vô lượng. Răng rắc một tiếng, mặt trời và mặt trăng trên không bị nó một ngụm nuốt vào, thậm chí ngay cả hư không cũng bị cắn rơi một khối lớn. Hư không thiếu đi không gian cả ngàn dặm. Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập 125 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở tập 126 vào ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại.